da nhạy cảm thì nên sử dụng kem chống nắng loại nào? Thường là với những chị em mà có một cái làn da nhạy cảm thì nó kích ứng một cách rất là vô lý. Chẳng hạn như là nghe cái mùi lạ hoặc là đi vào một cái vườn hoa nào đó, chỉ những cái bụi phấn hoa nó bám vào da về nó đã kích ứng rồi. Một số khác thì sử dụng một cái nguồn nước ở một cái nơi khác nó cũng gây kích ứng da, rồi thời tiết thay đổi cũng kích ứng, rồi bôi một cái loại mỹ phẩm nào đó lạ trên da nó cũng đã gây kích ứng. Vì vậy cho nên là với những người có làn da nhạy cảm thì nên tránh những cái loại mỹ phẩm mà nó có mùi hoặc là màu nhân tạo. Làm sạch da thì nên lựa chọn những loại không có chứa cồn, dịu nhẹ và không có chứa nhiều xà phòng. Đối với kem chống nắng thì da nhạy cảm nên sử dụng kem chống nắng vật lý, bởi vì thứ nhất là nó lành tính cho da, thứ hai nữa nó chống lại hai tia UVA và tia UVB, thứ ba nó bền vững thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta an toàn hơn trước cái tác hại của tia tử ngoại.